Vì còn đội bạn là AC Dan và Summer. Quân thì 1-10 và 1-6. Mà cũng có thể là 1-10-1-5 hoặc cũng có thể là 1-10-1-4. Bởi vì Greg thì nó lại không có lạc đà. Nếu như xét về chém thì chúng ta thì thua cũng Greg sẽ thua Sumerian khá nhiều, khi mà Sumerian vừa giữ được dân tốt vừa có lạc đà này. Baby của Hào và AC Dan thì đừng hỏi rồi. Kèo này Hào đánh với tôi chưa chắc đã thắng. Nếu như là một kèo solo cung đờ chay, chứ đừng nói gì là đánh với Hoàng Mà Nhi. Cami ơi đi hát không? Ok, tối chiều nay nhá. Chiều nay đang rảnh. Anh thấy bắt bún trên bếp em rồi. Ý người ta là mút cái khác á? Mút gì? Em chưa có người yêu này ra cũng chẳng mút được gì cả. Hơi buồn. Ok ok, Cami ơi sáng mai anh em mình giao lưu nhé. Ok. Có khi HQ mút xong quên xuống miệng đúng không Cami? Hôm qua em không mút cái gì cả anh em ạ. Em nói thật với mọi người luôn là em hôm qua em không mút mút mát cái gì cả. Thằng bình luận, Cami bình luận. Chưa khi nào thấy Game TV win này. Ông nói thế nào chứ ngày hôm qua thắng 3-1 AC Dan đấy. Thậm chí còn đăng bài, em còn tag luôn mấy anh em vào mà không ai comment gì. Đúng là khi mà người ta thắng thì không ai nói gì, nhưng cứ thua là bị chửi. Em vừa bình luận kéo hôm qua Văn Hưởng chim sẻ thắng 3-1 AC Dan xong, thắng tưng bừng luôn. Ừng lắm, đâu còn thứ thế, đi luôn thôi. Gọi điện nhá, alo luôn nhá. Thú thật với anh em là ngày hôm qua mùng 8 tháng 3 em cũng có đi ôm gái thật. Thế nhưng mà không, nhưng mà không mút cũng không móc như Hào là U98, nên chắc chắn một điều là tay em vẫn sạch và mồm em vẫn thơm tho mùi kem đánh răng. Juliet thầy, không phải Juliet mọi người ạ. Em nó phán lô còn hai nháy nữa, bảo đúng rồi em phán lô còn về hai nháy mà anh em còn chê em đen thì cạn lời thôi. Không mút thì liếm rồi Cami nhỉ, đã không có được lia cái nào không em? Cami chào anh, để anh đi ngủ cái. Chào anh Ngô Văn Trung nhá, chúc anh ngủ ngon. Hôm nay em sẽ phán lô con 23 và 23-32 nhá mọi người. Và nếu như mọi người trúng thì mọi người nhớ cho em một like trên fanpage nha anh em. Như vậy là trong trận đấu này thì game thủ Mạnh Hào gặp game thủ Si của nhà bà Măng. Rất có thể đây là trận đấu cuối cùng khi mà quân và bài của chúng ta đang đều không ổn. 24 dân. Bàn máy của U98. Hai voi cộng với một bờ hiêu. Và đang cần thêm một đồ ăn nữa. All of us.
Vâng, quay trở lại với máy U98 mà các bạn đang thấy là chị Nam đang chơi với trò bẫy chim. Bẫy chim rồi. Không cửa thắng nên quyết định đánh một bài chim cò. Ơ? Có được không? Được không? Và như vậy là con giò trọng nổ mất cái móng của game thủ U98 và tỷ số là 3-2. Xin lỗi anh em, là tỷ số là 3-0 trong trận đấu 5 dành cho thành viên của phía Hà Nam. Map là không thể đánh nổi rồi. Các bạn thấy một tên cũng rất tinh tế đấy, cái thủ 98 nhưng Hoàng Văn Nhi cũng cực kỳ tỉnh. Thua nhá, nhanh. Quân làm tiền. Bài thì đã vui gì đâu.